còn nhau không yêu còn cho anh cơ hội làm gì? Em có anh cơ hội không nào? Em bảo là cho anh ở đây làm việc với em chứ không phải là ở đây mà yêu nhau. Làm việc cũng là một cơ hội rồi. Anh nào gọi đấy? Đi ra ngoài đi. Ai gọi? Nắm anh gọi chứ. Anh nào gọi thì hỏi làm gì? Nhớ cái gì? Nguyễn Nhớ cái gì? Nhớ thì sao? Thì người ta không được không yêu à? Cả cuộc đời này em không tha thứ cho bản thân mình vì đánh mất em. Một người đàn ông như đang than khóc như một đứa. Xin chào mọi người nhá, đã đến kênh của Vũ Hồng Sơn. Vũ Hồng Sơn nha mọi người. Vũ Hồng Sơn. Thế tình hình là xem nào ấy mẹ, bây giờ ngủ ngoài sofa mà cũng chịu được, đùa không? Mẹ anh ấy yêu phòng ngay bên cạnh đây, vào mượn phòng thiệp vào đây quay video trong tối cho sofa ngủ. Em mới rồi em tán tỉnh các kiểu rồi mà không thành công anh ạ. Không thành công cái gì, bây giờ phải dứt khoát lên. Bây giờ hay bây giờ này nhá. Mà em không che mặt được. Bây giờ như này, dứt khoát luôn, mình phải dứt khoát lên. Muốn phệt phệt thì phải dứt khoát luôn. Đúng không? Vâng. Bây giờ quần áo đâu? Đây quần áo em vừa thu về đây rồi. Mang sang đấy để cùng phòng luôn, mang chân gối sang ngủ cùng luôn, chất chơi luôn. Nhà chị Niềm ngủ bên đấy. Thế để anh lo. Anh chỉ cần một búng rồi thì bay luôn. Được. Nhưng mà sang bây giờ mình sang mình cứ ấy, mang quần áo sang. Bây giờ nha mọi người nha, mình với Sơn bây giờ sẽ nào. Để mang quần áo sang, em cầm quần áo sang cho thẳng vào tủ quần áo của Thắm. Không em cứ lên giường nằm ngủ như bình thường ngay. Để xem phản ứng của Thắm nó như nào. Đấy, nếu mà nó thích mình, đợi nó dậy cho ngủ rồi. Đúng rồi. Chơi luôn. Được. Ok. Để quyết đi luôn. Mọi người đợi một tí nhé. Chân gối không? Thế thôi. Ở bên kia có chân gối anh. Đi. Đi đây. Đi thôi. Đi ra ngoài. Sang phòng kia ngủ, phòng có phòng không ngủ cho nên gì? Đi. Nhanh, đừng nói gì cả, đừng nói nhiều. Đừng nói gì cả. Bổ rơm. Buông đôi giày đâu ra. Bổ rơm. Nói gì đấy? Đồ linh hả? Bà này đi đâu mày? Bà này nằm xuống. Nằm xuống. Đi đấy. Nằm xuống. Này, nằm xuống. Này. Đây. Không được. Nằm. Đấy, ở đâu kia. Nằm lên. Gì? Vậy, nằm lên. Này, không nhiều ghê. Bài, đi cho mày. Này, ô, nói không có nghe cái gì cả. Cái gì đây? Nằm xuống đây đi, nó khoát tay sẵn rồi đây này. Dậy em cục, dậy ông cháu ơi. Dậy đi ông cháu ơi. Nó quay, không hiểu hợp ý gì cả. Đây này, nó đang rất đánh đạch đây này. Không được cười, nó đang rất đánh đạch đây này. Làm cái gì đấy? Làm cái gì? Chả ai làm gì cả. Nên đấy, là vào ai ơi. Ôi, dậy ông cháu ơi. Đây. Em đừng có quá đáng nhá. Em đừng có quá đáng. Quá đáng không? Nhìn cái mặt em ơi, anh chỉ muốn vỗ. Anh vỗ một pha rồi. Đây là giường của ai, phòng của ai? Phòng của anh. Ai? Từ anh giờ, nào? Từ giờ phòng này sẽ là phòng của anh, ok? Biết cái tủ là... Mấy tập vừa mới ra khỏi nhà không? Mày với ai cô láo thật sự luôn. Giường ở bên kia, ngủ bên kia, sao thế ngồi ở đây? Ngủ nào cho toàn cho nó ngủ sofa. Có giường của chị Thiệp bên đấy. Chị Thiệp ngủ bên đấy. Chị Thiệp ngủ đây với em. Chị còn... Thiệp ngủ chị Thiệp, còn em ngủ với Sơn. Chịu, bây giờ không cho ngủ ở đây. Em ngủ được, bây giờ anh ngủ được không? Bây giờ anh không tiền phòng. Không ngủ được thì em đi ra để anh ngủ. Ngủ. Trời ơi. Đấy, để Dung đi ra để anh ngủ. Thằng này. Thằng này. Đi ra, em đang ngủ mà. Cho ông cháu một đêm gọi là ngon nghẻ đi em. Chịu, không trong ngủ đây đâu, đang ngủ mà. Bây giờ mình dậy đi ra ngoài đi, nhường đêm cho ông cháu nó làm việc tí. Bây giờ chị thích có cặp trong người không? Bây giờ Sơn ngủ đây, em ngủ đây. Không, anh hai người làm việc ở trên. Anh chui đây. Xong hai người làm việc ở trên. Mấy quá. Xong bắt đầu hai người làm việc ở trên. Có cặp trong người không? Có anh em ở đây. Từ từ. Có anh em ở đây là cái gì đấy? Cái gì đấy? Đây là giường của em, phải giường chị Thiệp đâu anh? Thử. Thiệp đâu, Thiệp đâu, đi ra ngoài. Thiệp đâu, ông cháu này, đi ra ngoài. Bây giờ muốn cảm giác mới không? Cảm giác
Hôm nay là kiểu là Sơn là kiểu là dọn vào phòng mới ấy, là bắt đầu ở trong đây là có quần áo, có giường tủ các thứ là mới hết rồi. Vừa quần áo mang đây này, các thứ vào đây về ngủ qua trên phòng hôm nay phòng mới này thì cũng thấy là ok đấy, thì bây giờ thôi đi vào à. Hai đứa bây giờ cứ làm việc tự nhiên. Bây giờ cái thứ nhất là anh cũng đóng tiền phòng. Đấy, bây giờ anh cũng muốn ở một cái phòng là nó không có tí nào mà cô đơn cả, hiểu không? Đấy, bây giờ anh chuyển quần áo đây, anh ở cùng với em. Em nói lúc này anh ngắm đấy, mỗi người là một góc thôi. Tại sao không? Nhắn tin ra đi. Đây. Nhắn tin ra ai đấy? Không. Bây giờ anh yêu đây. Anh yêu nào? Ôi, nó nhắn tin với ai mà anh yêu cái gì? Đâu, chân mà em nhắn. Gì anh nhớ em đây? Cái gì anh nhớ em đây? Đi ra ngoài. Đó, anh nhắn. Ê, từ từ xem nào. Anh nhắn cái việc của ai? Cho xem cái. Không. Em anh nào mà anh nhớ em các kiểu này. Này. Đưa máy đây. Cái gì đấy? Người yêu hờ trước mặt đây. Người yêu hờ trước mặt đây. Bạn thôi. Thế em không được quyền người yêu, em không có bạn à? Chứ bây giờ em phụ với. Em phụ thì đấy. Em sao bảo... Nhưng mà sao em bảo em không chưa người yêu? Thế em người yêu hờ phải người yêu à? Người yêu hờ, thế đây cũng là người yêu hờ. Sao ở gần nhau không yêu còn cho anh cơ hội em đi. Em có anh cơ hội không nào? Em bảo là cho anh ấy làm việc với em chứ không phải là ở đây mà yêu nhau. Làm việc cũng là một cơ hội rồi. Anh nào gọi đấy? Đi ra ngoài đi. Ai gọi? Nắm anh gọi chứ. Anh nào gọi thì hỏi làm gì? Nhớ cái gì? Nguyễn đi ra ngoài. Nhớ cái gì? Nhớ thì sao? Thì người ta không được có người yêu à? Người yêu sờ sờ đi. Yêu, đi ra ngoài. Đi từ từ người yêu sờ đi xong người yêu. Yêu sao? Em bảo với nó chia tay từ lúc nào rồi anh không biết à? Chia tay cái gì bây giờ nó yêu như thế? Yêu. Chưa rồi kìa, nó lấy đồ kìa. Có phòng ở bên đấy không? Ở đây ở bên này phòng đâu gì? Toàn... Không! Đi về anh ơi, đi về đi. Thôi không quay nữa, đừng có quay nữa làm gì. Hả? Ô, sao? Ôi, thanh niên một tỉnh phú ạ. Thanh niên... Sao? Thôi, nằm xuống. Mình buồn gì? Sao mình cứ xuống? Cứ tẩm lại. Sao? Chuyện gì? Buồn đi thôi. Buồn đi thôi. Tí cho đi chơi gái. Xong chưa? Ui, gái gái buồn. Gái thú gì giờ này em? À, con thắng người yêu chứ. Mà anh thấy tin nhắn các thứ. Thấy có đâu? Thấy có cái gì Nguyễn Thiết rồi Nguyễn Phụ, Nguyễn Phóng, Nguyễn Phong gì? Thế thì thuê nhà mới ở đây. Ở đây gì? Ở đây cứ phải ngủ sofa. Phòng em còn phòng nào? Còn sang bên ngủ với Duy Bin. Duy Bin ngủ bên... Tử ngủ bên công. Đâu chơi? Đâu không? Không tí sang ngủ với Duy Bình được. Một thôi, không phải buồn nữa. Tí sang thì mẹ không thích tí sang em cho đi chơi gà. Xong. Cho anh đi với. Nên mình bổ chết mày. Đi mu. Cho anh đi chơi. Đi mặt chứ. Cho anh đi với. Đi. Cho anh đi với. Anh dùng đấm chết. Đi. Muốn là dùng thế rồi. Đi. Cho đi chết cơ. 2 triệu vé. Có chơi game thôi. Anh chơi game thôi. Ừ. Thì tùy thôi. Ừ. Vâng. Mọi người là rất chịu rồi. Hôm nay chịu rồi. Và bảo là cho ngủ cùng đẩy thuyền tí mà nó đuổi vũ vàng luôn. Rồi đâu là một cái nhắn tin với anh nào anh đi đọc tin nhắn cái gì anh nhớ em Nguyễn Phú gì tiền điện á, à Nguyễn Phóng hay là Nguyễn Thiết gì thân mà thôi không phải buồn không nghỉ ngơi Nguyễn Phóng giận Phóng giận đây ạ. Nghỉ đi nhá, bảo tí cho gái xuống thôi thì... Cả cuộc đời này anh không tha thứ cho bản thân mình vì đánh mất em. Một người đàn ông như đang than khóc như một đứa trẻ.